Nay Art & Craft xin chào mọi người. Hôm nay hãy cùng nhau unbox và làm chú thú bông hình alpaca này nhé. Có 3 màu các chú kiều để chúng ta lựa chọn: màu trắng, màu nâu be và màu hồng. Chỉ khác nhau về màu len thôi, còn cách làm thì y hệt nhau nha mọi người. Xếp theo bao gồm đầy đủ nguyên liệu với len, bông gòn, khung theo bằng nhựa chắc chắn. Các loại chỉ theo, keo dán, không thể thiếu được bộ kim theo. Tiếp tục là chỉ theo và một điều đặc biệt cuối cùng đó là bản nâng cấp này sẽ có hình in sẵn. Mọi người không cần phải scan mẫu nữa mà có thể theo trực tiếp ở trên này. Bây giờ hãy tiến hành lồng khung theo nhé. Khung theo có thể tháo rời thành hai phần, hãy đặt phần có chốt ở bên trên, phần không có chốt ở bên dưới tấm vải. Kéo vải thật là căng, mọi người nên nhớ là luôn luôn phải giữ cho vải căng, nếu không thì sẽ không thể nào theo được nhé. Cuối cùng là vặn chốt để cố định vải. Tuy nhiên trong quá trình theo thì kim chọc khá là mạnh nên mọi người phải thường xuyên điều chỉnh để sao cho luôn giữ bề mặt căng nha. Tiếp theo, May sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng kim. Bộ kim trong bộ kit này có 3 cỡ, to, vừa và nhỏ, phù hợp với len 3mm, 2mm và 1mm. Vì May sử dụng vải linen làm vải nền cho em kiều này nên chúng ta sẽ dùng kim nhỏ nhất để thêu len 1mm. Lắp kim vào cán cầm kim sao cho để mũi kim dài khoảng 2,5cm. Vặn chốt thật là chặt lại nha. Bây giờ đến cách xỏ len này. Sử dụng cây xỏ len là mảnh thép mỏng này luồn qua lỗ tròn ở đầu kim, xuyên qua thân kim. Vặn chốt bịp ở đuôi kim ra để cây xỏ len có thể luồn qua. Đặt len vào giữa cây xỏ len, sau đó kéo cây xỏ len lại thì ta thấy len sẽ được kéo theo ra đầu kim như thế này. Tháo len khỏi cây xỏ len, rút len ngắn lại để sợi len ở đầu kim dài khoảng 5cm là đủ. May sẽ hướng dẫn kỹ thuật bằng vải nháp trước khi thêu bằng vải chính nha. Phần lông cừu thì May sẽ sử dụng mặt xù. Đầu tiên, quan sát phần mũi kim, ta sẽ thấy có một mặt vát như thế này. Chúng ta sẽ hướng mặt vát đó theo chiều của mũi thêu. Ví dụ ở đây chúng ta có đường thêu đi lên trên thì mũi vát của chúng ta cũng hướng đi lên trên. Còn nếu như đến phần này mũi thêu hướng xuống dưới thì chúng ta cũng hướng mặt vát xuống dưới như này. Mặt vát sẽ luôn ngửa lên trên và xoay linh hoạt theo chiều của mũi thêu. Cùng thử với May nhé. Bước 1, đâm kim xuống cho đến hết cán kim, sau đó nhấc kim lên sát bề mặt vải và đâm xuống cách mũi đầu tiên khoảng 1-2mm, phải luôn đâm hết cán kim xuống. Tiếp tục như vậy cho thật đều tay. Các mũi thêu càng cách nhau độ dài càng đều thì các bước thêu càng đẹp. Lúc mới đầu chưa quen tay thì mọi người rất có thể hay gặp một vài lỗi sai sau. Lỗi đầu tiên là lỗi nhấc kim quá cao, khi đó sẽ để lại những phần len xù lên trên. Để khắc phục điều này thì mình chỉ nên nhấc kim sát mặt vải thôi. Nếu nhỡ còn nhấc quá cao thì kéo nhẹ phần len phía sau để sợi len tăng ra hết có thể rồi mình đâm xuống. Lỗi thứ hai là đâm không hết độ dài của kim mà chỉ đâm giữa chừng như thế này. Điều này sẽ khiến cho phần lông phía sau ngắn dài không đều nhau, nhấp nhô không đều và dễ bị tuột nữa. Lỗi thứ ba là đâm mũi thêu quá dài, thay vì đâm 1-2mm thì ta lại đi 3-4mm để cho đỡ tốn thời gian. Điều này sẽ khiến cho sợi len phía sau bị thưa, dễ lộ vải và không đẹp. Theo xong rồi thì mọi người có thể bắt tay theo vào vải chính nhé. Còn ở đây thì May sẽ hướng dẫn trên vải vẽ tay luôn để mọi người nhìn rõ kỹ thuật hơn. Nếu đi đều tay thì mọi người có thể thấy mặt xù phía sau đã thành hình như thế này rồi. Vì là phần lông lấy mặt sau nên mặt đằng trước thì chúng ta cũng không cần phải quá để tâm. Một chút chỉ thừa hay là theo sai một chút hoặc là theo không đều thì cũng có thể chấp nhận được. Khi hết len hoặc là muốn đổi sang màu len khác thì chúng ta chỉ cần việc rút chỉ sau đó cắt đi, không cần phải thắt nút vì phía sau chúng ta sẽ bôi keo để cố định lại. Phía đằng sau sẽ trông như thế này đây. Bắt đầu đã thấy bông xù giống như là lông của chú alpaca chưa nào? Điểm thêm một chút màu len cho phần lưng thêm sinh động. Xong phần lông rồi chúng ta sẽ thêu phần mặt. Phần mặt thì May sẽ sử dụng mặt chìm, vì vậy chúng ta sẽ thêu luôn mặt này. Nhớ rút chỉ sang phía mặt bên kia để mặt này trông đẹp hơn. Nguyên tắc là cứ sử dụng mặt nào thì chúng ta sẽ rút chỉ thừa sang mặt còn lại. Tùy vào sở thích và chi tiết thêu, mọi người có thể sử dụng linh hoạt kết hợp giữa mặt xù và mặt chìm như thế này. Giờ thì hãy thêu mặt cho em ý cùng với May nhé. Vén phần lông ra thêu cho dễ hơn. Điểm thêm một chút má hồng cho em trông xinh tươi hơn nào. Đến bước không thể thiếu rồi đây, đó là đổ keo cho mặt sau để sợi len không bị tuột. Mọi người hỏi là có giặt được không thì câu trả lời là có nhé. Nhưng mọi người cố gắng giặt tay thật là nhẹ nhàng và hạn chế thôi. Vì là đồ thủ công mà, hãy trân trọng em nó vì công sức bỏ ra cũng không phải là nhỏ. Chúng ta sẽ làm thêm một mặt sau nữa nhưng không cần mắt mũi nhé. Kích thước thì y hệt như là mặt trước thôi và cũng phải đổ keo sau khi làm nữa. Trên vải chính thì chúng ta cũng làm tương tự, chỉ khác một chỗ là theo xong thì chúng ta sẽ cắt ngay theo hướng dẫn ở trên vải đã in. Phần nét đất là phần để cắt nha mọi người. Với em gấu nâu này cũng vậy, chúng ta cắt thân và tai theo mẫu. Câu hai tai cho em nó thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần ghép hai mảnh vào với nhau rồi khâu để chừa lại lỗ để có thể lộn. Cách khâu mọi người xem kỹ trong video nhé. Như vậy là đã được một đôi tai rồi, đặt vào vị trí giống như trong video. Úp mặt phải của hai mảnh thân vào với nhau. Ở đây chúng ta có thể khâu tay hoặc là khâu máy nha mọi người. Nhớ để lại một lỗ để sau còn lộn. Khâu xong thì chúng ta lấy kéo bấm để bấm các đoạn cong ra để sau khi lộn xong thì vải không bị căng rúm.
Giờ chỉ việc lộn ra, cho bông vào và khâu lại mép là xong rồi. Tự tay làm một sản phẩm như thế này cũng không quá lâu mà lại rất ý nghĩa. Mọi người có thể làm tặng cho bản thân mình hoặc tặng cho người thân, bạn bè. Theo xong một em này rồi thì dụng cụ có trong kit cũng rất là đầy đủ. Mọi người hoàn toàn có thể tự do sáng tạo, chỉ cần thêm vải và các màu len yêu thích của mọi người nữa thôi là có thể có cả một dàn các em thú bông xinh xỉu rồi. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm mà gặp bất cứ khó khăn gì thì mọi người có thể nhắn tin cho May để được hỗ trợ nhé. Đừng quên là May vẫn luôn có rất nhiều các bộ kit thủ công và nguyên liệu đầy đủ cho mọi người có thể trải nghiệm. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại trong các sản phẩm tiếp theo. Bye bye.